hello mọi người đã trở lại video mới của mình. Hôm nay mình với bạn trai của mình sẽ đi đến khu chợ nổi ở trên sông Bangkok. Mình đi xuống một chút xíu, mọi người biết khu chợ nổi ở Bangkok rất là nổi tiếng. Hôm nay mình sẽ show cho mọi người về khu chợ nổi ở Bangkok. Xe của khách sạn sẽ đưa mình ra ngoài đầu đường, xong sau đó tụi mình sẽ đi MRT một đoạn tới Siam. Tụi mình bốc tour trước một ngày, xong sau đó họ sẽ đỡ ở Siam. Đến là điện thông tin, tour của tụi mình đi là mỗi một người 1.300 Thái Baht. Lon dừa giống như vậy, mỗi người một lon với lại chuối, nước suối. Dừa bên trong nước đó, nước cốt dừa với cái dừa. Bây giờ tụi mình đi xuống dưới thuyền đi ra ngoài chợ. Đây là khu chợ nổi ở Thái Lan, Bangkok đi xuống khoảng 1 tiếng tới 1 tiếng rưỡi. Rất nổi tiếng. Wow. Đây là nhà người ta sống.
mình sẽ mua một chiếc thuyền ở trên Bin, yeah, Bin color. Many the color. Thank you. You want a wallet? Maybe. Excuse me, be careful hand inside. Okay. The board quickly. Don't get now sit down the balan. Oh. You have the balan of many board, but you can't dangerous many board. Oh yeah, thank you. Bye bye.
you, Yeah. Wow, so beautiful. Original recipe. Oh, yeah. Is it tamarind with pumpkin? Yes. Oh, it was spicy or a little bit spicy? A little bit spicy. Giờ tụi mình ghé trên chợ mua đồ, đi vòng vòng xem mua đồ với lại ăn. Khi mình đi xuống thuyền á là mọi người sẽ chụp hình cho mình như vậy. Quay một mình đi dạo khoảng 30 phút mình quay trở lại thì họ sẽ đưa cho mình một tấm hình như vậy với giá là 200 baht Thái. Tiền Việt Nam mình là khoảng 100, 130, 140. Có món rồi, nhìn cũng rất là hấp dẫn. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình. Mọi người thích nhớ bấm đăng ký kênh, like, chia sẻ cho mình. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.